Sáng ngày 8 tháng 8, ông Đặng Văn Học, trưởng ban dân vận, chủ tịch Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú, cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Phú đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ đồng biên phòng Phú Hữu, đồng thời thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Tại đoàn biên phòng Phú Hữu, các thành viên trong đoàn được ông Hà Thái Ngọc Châu, chính trị viên đồng biên phòng Phú Hữu, giới thiệu tâm tắt tình hình an ninh trên tuyến biên giới, công tác quản lý đường biên mốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định địa bàn. Ông Đặng Văn Hợp, trưởng ban dân vận, chủ tịch Quỹ Bắc Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam quyền Châu Phú, ghi nhận những đóng góp, công hiến của cán bộ, chiến sĩ đồng biên phòng Phú Hữu đang ngày đêm canh gác, bảo vệ sự bình yên nơi tuyến đầu biên giới luôn kiên cường đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép. Trưởng ban nhân dân, chủ tịch Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyền Châu Phú gửi lời chúc mạnh khỏe đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, mong muốn các anh luôn chắc tay súng, tiếp tục giữ vững ổn định biên giới trong tình hình mới. Dịp này, Ban Nhân vận Quyện Quỹ Châu Phú Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Quyện Châu Phú đã trao tặng máy photocopy cho đồn biên phòng Phú Hữu nhằm giúp đơn vị thuận tiện hơn trong hoạt động công tác. Ban nhân vận Quyện Quỹ Châu Phú, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Quyện Châu Phú khẳng định đơn vị tướng sao luôn đồng hành cùng chiến sĩ đồn biên phòng Phú Hữu trong thực hiện nhiệm vụ. Trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương trước đó tại xã Quốc Thái, trưởng ban chương vận quyền quỹ, chủ tịch Quỹ Ban Mặt trận Tân quốc Việt Nam Quyền Châu Phú và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quyền Châu Phú lần lượt trao tặng 20 phần quà tiếp bước đến trường, mỗi phần 700.000 đồng cho học sinh nghèo xã Quốc Thái và Phú Hổ. Trao suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cho con nuôi đồng mỹ phòng Phú Hổ trị giá 2 triệu đồng. Qua đó chia sẻ một phần khó khăn giúp học sinh nghèo nơi biên giới có thêm điều kiện học tập. Dịp này, đoàn công tác Ban Nhân vận Quyền Quỹ Châu Phú còn đến tham quan học tập mô hình không gian văn hóa Bắc Hồ, Bắc Tôn tại Ban Chỉ sự Phật Giao Hảo xã Quốc Thái.